Rồi thì hôm nay là thứ sáu ngày 8 tháng 3 nha anh em, lên cho anh em con bội thổ nha. Thì con này mình mới bắt hôm qua, con này về tàn là rước thúc gù nha anh em, xuống đất cũng vậy luôn. Hôm qua mình đi test con mồi lão chọc nên không đem chân quay đeo anh em, thì tính test mồi thôi, nhưng mà đụng cũng con chim quá hay buộc phải bắt luôn nha anh em. Thì đây là ngoại hình của nó, thì chim thì mới bắt về hôm qua tới nay nó chưa có sửa soạn được lông lá nha anh em. Anh em nào muốn cần chi tiết về quy nó mới đầu luôn thì cứ alo mà em gửi qua cho ha. Tại vì chim nó về đây nó chưa sửa soạn lại được, còn clip kia là lúc bắt nó ngoài rừng luôn nha anh em. Bắt nó cặp trên tay quay tới quay lui ha. Thì anh em nào tin tưởng thì bắt con bội thổ là về nha anh em. Thì con này là khả năng là lên mồi là rất là hay. Tại vì cho chim này mình cũng ưng bụng nó nên cũng ưng bụng lắm anh em, nhưng mà cũng có một số anh em hỏi là chi bổi mà điện số điện thoại nào mình quên này, thì hôm nay sẵn lên cho anh em luôn con bội dung thổ đó. Thì đây anh em, chỉ mép bên đây và vuông mặt bên đây anh em đó, và bên đây đó. Đó, này anh em thấy không đó, giờ là một dòng quy bên đây luôn nha anh em. Con này chân tím bầm thì chim bên mình á, thì không có clip á, thì giá nó không có cao đâu anh em, nó chỉ vài chị thôi. Tại vì không có clip chứng tỏ được chim hay, chỉ nghe qua lời người bán thôi. Nhưng mà mình thì mình nói trực tiếp nên nói sao ta, nói chung là mình là nói bán sao nói vậy nha anh em, mình không có lừa đảo hay là này kia. Thì những có một số anh em khác á, chim thì không có thấy clip gì hết trơn á, mà nói chim hay chim này em kia, bán một con 1 triệu mấy 2 triệu. Thì nói chung anh em cũng biết rồi đó, chơi con cu á nó rất là tốn thời gian. Mình bán sao con chim sao thì nói vậy đi, để anh em người ta chơi đã. Mình nói chim quá hay, người ta dưỡng người ta để nuôi thành gọt mồi, tới sau này lại nổi lên chim không được như cái lời người bán, rất là tốn thời gian nha anh em. Thì chim á, chim bên mình á có sao mình nói vậy, được thì bắt, được thì bắt, không được thì thôi, thuận mua vừa bán nha anh em đó. Thì chim tướng tá bao ok, nói chung toàn diện nha anh em. Con chim này có thể là lên mồi và có thể là mò là một con mồi hay luôn nha anh em. Con này thấy lông nó hình xấu xấu thôi chứ anh em nuôi gớt một mùa lông, đang chiêu này lông nó rất là đẹp. Con thổ, con này thổ thổ một hậu nha anh em. Đó, thuận mua vừa bán nha anh em, kết bạn Zalo mình báo giá ha. Tại vì muốn báo giá cũng được, nhưng mà mình vô mình gửi clip riêng, mình nhắn tin riêng nó thuận thảo hơn nha anh em, mình trao đổi nhiều thứ đó. Rồi anh em nào cần cứ alo, anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em. Từ đây sắp lên mình sẽ có thời gian mình sẽ làm clip bắt bổi cho anh em xem. Rồi mình chào anh em nha.